Phận ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tới nàng. Vạn dặm tương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bị ngạn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ố không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại người áo cà sa. Vì sao độ ta không độ nàng?